thu lá đổ vàng, nãy mùa như là loài đó thu lan. Vân quân nhớ đến con xin giường, hổ thức âm con ngẩn lệ tràn. Thiền hùng cho giờ phút này đây là niềm phúc sáng tràn dân, khi tập trời của con được câu hồi giữa mái chùa trà thân thương. Trong không khí của mùa vũ lan đầy ý nghĩa, với bao tình yêu thương chát chứa và lòng biết ơn sâu sắc về hai đấng sinh thành. Chúng con thành kính cung thỉnh tòa thượng hiền chủ, chư tôn thượng tòa, chư đại đức tăng, quang lâm để chứng minh buổi lễ tưởng niệm công ơn cha mẹ, sự chứng minh của chính tôn đức, những người báo hiệu thực hành sâu sắc lời dạy từ đức Phật về hiếu mệnh sẽ trang nghiêm cho buổi lễ tối hôm nay. Chúng con thành kính cung kính hòa thượng viện chủ an tòa ở bảo tòa phía trên, chúng con thành kính cung kính chư tôn thượng tòa, chư đại đức tăng an tòa ở bàn chữ linh thứ hai phía dưới. Thầy là ánh sáng gần sáng tỏ, là núi cả hiên ngang, là dòng suối ngọt ngào, là khó càng tình thương bất tận. Ai đã thắp từ đêm lời thể nguyện bên trong kinh qua ánh sáng Phật đường, ai đã hóa độ khắp ngàn phương và một lối về mẹ cha vẫn hiện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính hướng bái bạch trên chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, đại đức tăng. Kính thưa toàn thể quý Việt Nam tín nữ, chư tôn đức ngàn lần cao quý, thay thế tôn truyền bá đạo màu, tùy duyên hóa độ vô cầu, là thầy mô phạm dẫn đầu chúng sinh trên chư Phật chứng minh dưới bảo tòa. Chư tôn đức chứng giám bậc soi sáng thế gian, bậc trí tuệ sáng ngời, người dẫn lối chúng con đêm dài tăm tối. Giờ phút này đây, chúng con thành kính cung kính hòa thượng chứng minh chư tôn thượng tọa, chư đại đức tăng cùng toàn thể đại chúng chắp tay thành kính ngay ngược niệm đức danh hiệu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni ba lần để cầu nguyện cho tối hôm nay được Phật phẩm viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca mưa trên xạ phường báo mùa thu, vu lan thắng hồi hoa hồng thắm, công cha nhị mẹ nhớ không nguôi. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý vị Phật tử, giờ này đây những đóa hoa tươi thắm sẽ dâng lên cúng dường trong ngày lễ vu lan thắng hồi. Xin mời các em gia đình Phật tử tu viện Bát Nhã dân hoa cúng dường. Dưới ánh đạo hoa con quý kính cúi xin Phật từ bi chứng minh chúng con một nhà tâm thanh khiêm dâng lên chữ Phật. Thơm ngát
con sẽ không đợi một ngày kia có người cài cho con lên áo một cành hoa trắng, mới hạ thuốc nhận ra mình mất mẹ. Con sẽ không đợi một ngày kia khi cha ra đi mới giật mình khóc lóc. Nhà thơ thì vậy, còn phần lớn chúng ta đã không nhận ra được hành trình hoàng hôn mà hai đấng sinh thành đang tiến đến. Vì thế ta thường chậm trễ, thường không kịp làm cho cha mẹ bao điều mà một đứa con nên làm. Nhưng đêm nay, cũng như tác giả, chúng ta không đợi chờ thụ động một ngày mai đến trong tiếc nuối, mà sẽ thắp sáng lên tình yêu thương, lòng tri ân của mình đối với phụ mẫu. Ngọn nến này từ lâu nay có thể chưa được thắp, có thể đã thắp rồi nhưng cháy thầm leo lét hoặc mùi thắp từ lâu. Tuy nhiên, dù trước kia thế nào đi chăng nữa, thì đến nay chúng ta hãy ngồi đây khơi lại ngọn lửa để thấy cho rõ dáng cha trầm ngâm, thân mẹ trầm lặng, và để ngọn lửa này sẽ sưởi ấm lòng mình trong tháng ngày sắp tới. Với ý nghĩa đó, dưới sự chứng tri của chư Phật cùng chư Tôn Đức, buổi lễ hôm nay được tổ chức những con có thể phần nào khơi gợi lên từ tim một người một ánh nến của tình thương yêu, lòng biết ơn để dâng lên và nguyện cầu cho hai con người vĩ đại đã tặng chúng ta tất cả cuộc đời mình một cách vô điều kiện. Tha thiết mong sao qua buổi lễ này, những người con đang còn ở độ tuổi dành hầu hết thời giờ cho việc học, những người đã dừng vợ gả chồng, bươn trải cuộc sống theo bạn bè công việc, sẽ biết dành tròn một phần thời gian của mình để tưởng niệm và tri ân người nạn ơn sinh dưỡng bằng tất lòng thành, bằng sự nghiêm trang và bằng một tâm hồn lắng động. Mỗi cá nhân đang khiến cho buổi lễ trở nên thiêng liêng và đầy ý nghĩa. Vậy cuối cùng, xin tất cả hãy gác lại những suy nghĩ trong lòng để dành trọn vẹn thân tâm cho buổi tưởng niệm đêm nay. Nam mô Đại Diệu Bộ Kệ Thiên Bồ Tát. Kính lạy mẹ, ngày hôm nay chúng con tất cả về đây để tỏ lòng tri ân đến các bậc sinh thành, đến mẹ, đến cha, và lời phục tập phục về xin đặt dưới chân mẹ để tỏ lòng kính thương. Mẹ ơi, mẹ ơi, xin cho con hôm nay được gọi lần nữa tiếng gọi yêu thương này. Trong cả quãng đời mình, con đã bao lần gọi mẹ, nhiều lắm, nhiều lắm, không ai có thể tính nổi. Mẹ ơi, con còn bé thơ, chỉ còn bắt đầu biết nhận ra về thế giới quanh con. Con đã có mẹ ở đó, trong tâm trí lâu lớn của mình, con biết con được chở che, bao bọc. Những bước chân lấm chấm vụt về đầu tiên chắc chắn là đi về phía mẹ. Tiếng nói ngọt ngào đầu tiên
cũng là hoặc mẹ. Bởi vì thế giới đầu tiên của con là mẹ, và cho đến những năm sau đó, con biết về thế giới xung quanh, biết về cuộc đời cũng là nhờ có mẹ. Mẹ luôn ở đó để nâng niu con, dìu dắt con, chỉ lối cho con, che chắn cho con. Mẹ, điều lớn lao nhất chúng con có được chính là sự sống mà cha mẹ đã ban cho. Và để con có sự sống này là một lần mẹ nằm giữa hai cửa sống chết. Bất chấp những giằng xé của những cơn đau nơi cơ thể yếu ớt của mẹ, mẹ không được ngừng nỗ lực bất cứ giây phút nào để con được an toàn các tiếng khóc chào đời. Ở nghĩa này là sao con kể hết. Lòng sữa mẹ đã nuôi con, bát cơm mẹ đã lo toan không quản đêm ngày. Những hy sinh, những vất vả ngược xuôi suốt một đời tần tảo trên đôi vai gầy của mẹ làm sao con kể hết. Vậy mà con biết nhiều khi con đã quên mất mẹ, nhiều khi con đã mãi đi với con đường danh lợi của riêng mình, những toan tính của riêng mình mà quên mất mẹ đang nóng theo con. Con vô tâm, con ích kỷ, con chỉ cần biết là nếu có bất cứ vấp ngã nào, con chỉ cần gọi một tiếng mẹ, thì như bao lần mẹ sẽ chạy ngay đến bên con, sẽ lo toan cho con, và con sẽ được ở trong vòng tay ấm áp nghĩ tình của mẹ. Con còn nhớ những đêm dài mẹ không ngủ vì con. Đó là những khi con ốm, con đau, ánh mắt xót xa của mẹ chăm cho con từng miếng ăn giấc ngủ. Bệnh nhẹ thì mẹ ngồi kề bên ôm con vào lòng, cố lên con, có mẹ đây mà. Bệnh nặng thì mẹ chạy ngược ngược xuôi xuôi như phát điên theo từng cơn đau của con. Dường như con đau một thì mẹ còn đau gấp 10 lần như vậy. Cứ thế còn được lớn dần trong bàn tay mẹ dịu dàng chăm sóc cho con. Và còn nhiều nữa những đêm không ngủ, đây là khi mẹ phải lo lắng vì những lỗi lầm nơi con, những mục dài, những vấp ngã của con, mẹ đều nghiễm nhiên gánh chịu. Miễn là con của mẹ được an lành, được thảnh thơi, bởi vì con luôn là mặt trời trong mắt mẹ. Và vậy mà con biết, con đã làm tóc mẹ thêm sợi bạc. Con biết, con đã hàm hàm lên thêm nhiều vết nhăn lên khóe mắt của mẹ. Mẹ ơi, mẹ có tha lỗi cho con không? Mẹ trải qua trong cuộc đời mình. Và mẹ
sẽ cứ mãi ở bên chỗ bình an. Dù cho con có bao nhiêu tuổi người như chăng nữa, con muốn dù lớn vẫn là con của mẹ. Vì suốt đời lòng mẹ vẫn thương con. Từ khi con bắt đầu hình thành và đập chung nhịp đập với trái tim của mẹ, thì tình mẫu tử đã trở nên vô cùng kỳ diệu. Để rồi đối với mẹ, con là tình yêu, là hạnh phúc, là nụ cười và cả những giọt nước mắt. Mình đã có thể nương tựa em đẻ với vòng tay mẹ, biết rằng mình an toàn, mình được thương yêu. Lúc nào con cũng vững tâm vì con biết mẹ luôn ở sau con, luôn dõi theo con, sẵn sàng đưa con dậy, sẵn sàng lại ôm con vào lòng như khi con còn bé dại. Mẹ nhỏ uống ăn trên những quãng đường trời không định trước, nào ai biết có khốn khó gian nan, nơi mà con có thể tìm lại sức lực cho mình, nơi mà con có thể quay về để tìm lại bình an. Nơi ấy là tấm lòng bao dung của mẹ. Mẹ ơi, mẹ ơi, con xin gọi tiếng gọi này thay cho những người con, những ai còn mẹ và cả những ai không còn mẹ. Giờ phút này chúng con ngước lên mẹ mà dâng gửi lòng biết ơn trong niềm kính thương vô hạn. Dù vẫn biết tâm tình này khá nhỏ nhoi trên tấm lòng bao la của mẹ. Thank you.
Thank you.
những bài thơ được đề chân cho cha mẹ. Cha ông cha thường ngại mắt cha mà tôi bị dạ đóng vai người thật yếu phận nề em nhìn thấu một đó chỉ là đó cũng là một nỗi niềm rất chung cho những người con khi nghĩ về cha. Người ta đã rất sâu sắc khi quý mẹ như bậc cha và cha như bậc thái nguyên. Mặc cho sài trong hiền nghiệp ai cũng muốn ngắm, có thể ngắm bất kỳ lúc nào. Còn mặt trời được mấy người nghĩ tới thì lúc lên trên núi, có chăng là lúc bình minh và hoàng hôn khi ánh nắng trở nên nhẹ dày, hoặc khi chiều tà sắp dần buông. Cũng vậy, phần lớn con luôn gần gũi trò chuyện với mẹ trong cuộc sống hàng ngày. Còn với cha thì con còn nhỏ vẫn thường đem cha, nhưng lúc ấy trẻ thơ đã biết gì. Lúc lớn lên đồng nghĩa cho những ơn là đòi hỏi cứng đầu lớn theo. Thì cha sẽ trở thành người nhắc nhở, giám sát, cảnh ngăn con trên lối đời nhiều cám dỗ. Cho đến khi cha bước vào buổi xế chiều của đời người, con mới quay về thì thật ra tôi còn là đau. Mà lúc ấy cha của đâu còn minh mẫn khỏe mạnh để mà thử, để mà cảm nhận nói đáp tình yêu của con nữa. Có phải chăng từ xưa đến nay khoảng cách giữa cha con luôn là tất yếu? Lúc còn trẻ cha lao vào cuộc sống để kiếm từng đồng tiền bát gạo nuôi vợ nuôi con, nơi cố thể chuyến đồng quê khi làm nông lúc nhà máy, buổi sáng buổi trưa buổi chiều buổi tối, mọi lúc mọi nơi chưa có quãng gì thật nhanh mưa nắng, chỉ biết làm việc cực lực, chỉ biết lo toan. Chính vì vậy nhiều khi muốn được gần con nhưng ẵm bỏ chưa được mấy chút thì lại đến nhờ lên đến nhiều bàn sớm. Rồi con lớn lên thì cũng phong vào dòng thác của học hành, sự nghiệp, tương lai, gia đình, chồng vợ, có mấy thở về nhà thân gia gặp mẹ. Về thì cha lại càng trầm lặng ít nói, đôi khi còn tỏ ra khó đất. Con đâu thể hiểu được sức tàn phá nhanh gợn của thời gian nên thân thể tâm trí của chị nhắc như thế nào. Mà chỉ khổ cho là cha lẩm cẩm khó tính, và đó lại là lý do để con ra cha hơn, tích cực cha hơn nữa. Cuộc
nghĩa nước không được ngó nào. Cha Phật đứng lại nhìn ngang thì sẽ nhìn thấy thịnh chân ngực một thiện âm gian mềm lòng đá sỏi, một thiện phụ thân đúng được từ cuộc sống
là một quá trình thương thương có người dần và dĩ vãng. Cho nên có rất nhiều người quan tâm đã và dĩ vãng mà mình được hiểu rằng là không có mặt ở đây và tại nơi này nữa. Có nghĩa là mẹ cha đã trở thành người như cổ. Cũng có thể mẹ cha vẫn còn đó, nhưng ta không nghĩ nhớ đến, không nhận thức nghe, không thương tưởng về. Dù gì đi nữa, hôm nay là ngày con quay về với hai đời sinh mạng trong niềm biết ơn và yêu kính. Và trong ngày đó, con sẽ cài lên ngực đó hoa hồng để nhắc nhở mình về một hiện thực là con đã có mẹ, đang có mẹ hoặc để đưa con chịu trọn bổn phận này.
cảm thấy ăn năn khổ hẹn. Thấy lỗi lầm lớn nhất mà mình đã phạm phải hoặc có thể đang phạm phải là bất hiếu. Thả rằng bây giờ lẽ hối hận của con nhỏ xuống trước phận ngài, nhưng lại có cha có mẹ để thương yêu. Còn hơn hiện tại sống vô tư vô tâm, bất chợt một mai bóng hình kia không tồn tại trong cuộc đời nữa, nước mắt cũng nhỏ xuống. Những lúc quay về lại căn nhà xưa thì chỉ mình con đối diện với khói hương cùng di ảnh. Liêu xiêu hương tỏa án thờ, con người chạy cúi mắt mờ dòng trâu, lại thang đến bạc mái đầu, giật mình hổ thắm thành màu mồ côi. Và hỏi như ai còn cha còn mẹ, hãy luôn nhớ rằng nếu một mai thấy cha già mẹ yếu, hãy thương yêu và thấu hiểu song thân. Những lúc ăn mẹ thử hai khung vãi, hãy tự cha không mặc được áo quần, hãy nhận ngài nhớ lại thời thơ ấu, mẹ đã chăm lo giã áo bé bồng, bỏ cho con từng miếng ăn hớp sữa, cho con nằm trong nệm ấm chăn bông. Cũng có lúc con thử hay trách móc, chuyện nhỏ thôi mà mẹ nói trăm lần. Hãy nhớ xưa kia bên đôi, những giờ con sắp ngủ, chuyện thần tiên mẹ kể cả trăm lần. Lung linh huyền diệu ánh đèn thiêng, ngọn gốc từ bi tỏa truyền bao thế hệ. Cõi Phật diễn lời kinh khai thông nguồn diệu pháp, soi tâm trí tỏ đạo màu giúp đời thêm sắc thêm hương. Ngọn nến là biểu tượng cho ánh sáng trí tuệ, cho niềm tin và cho sự sưởi ấm lòng người trong đêm thu giá lạnh. Giờ phút này đây, chúng con thành kính cung thỉnh hòa thượng viện chủ khởi thanh đại diện cho toàn thể hội chúng thắp lên ngọn đèn của tình thương yêu, lòng hiếu thảo dâng lên hai đấng sinh thành. Chúng con thành kính cung thỉnh hòa thượng khởi thanh tiến về phía trước ngọn nến để thắp ngọn nến đêm nay với những cầu nguyện cho cha và mẹ. Trong khi Chư Tôn hòa thượng và thượng tọa đã được tăng thì mình ở phía trên hòa thượng đốt thế cầu nguyện toàn thể hội chúng, chúng ta hãy chắp tay ngang ngực, chắp tay xem bốn ngang ngực, giữ lòng mình thật lặng yên để không gian này chỉ còn vác vọng lời cầu nguyện và lực cảm ánh sáng lung linh từ những ngọn nến ấm áp như tình cha như lòng mẹ. Thank you.
con đã về chiếu một Phật từ bi và trả lại ngoài kia đời còn bồi. Trong dòng suối thanh lương con tạm bồi, phủi bụi trần và thắp lửa chuông. Con biết rằng đời mẹ đã bao năm sống lặng lẽ như bờ tre gốc lúa. Mẹ mặc rách cho thân con là lụa, mẹ lụy tàn cho con sáng vinh quang. Con biết rằng những vất vả gian nan mà đã gặp làm sao con vượt được. Con nhìn cha cuối ngày in vọng tượng, tượng gột gầy, tượng khắc khổ trăm năm. Lời cảnh nguyện xin vang vọng thanh âm, một ngọn lửa như bình minh lọ sáng. Siêu tâm tôi ngày nay xin tỏ rẻ, tất lập hành chắp tay nguyện song thân. Con chắp tay nguyện với Phật từ bi gia hộ cho cha mẹ thân thể luôn bình an khỏe mạnh, tâm hồn thư thái an vui và tu trì theo Phật pháp để hưởng được những hạnh phúc chân thật và vĩnh cửu. Chắp tay xin nguyện, nếu như từ trước đến nay vì thơ dại nên không hiểu hết công ơn cha mẹ và đã có những việc làm trái với sự hiểu đạo, thì giờ đây trước Đức Phật từ bi và chư Tôn Đức, con một lòng thành tâm hối lỗi và hứa sẽ bắt đầu trở thành đứa con hiếu thảo, cố gắng hết sức mình trong mọi chuyện để làm cha mẹ vui lòng và vơi bớt đi phần nào đau khổ cực nhọc mà cha mẹ đã nhận chịu vì con. Thưa cha mẹ, con biết người làm con, người làm cha làm mẹ nào cũng muốn con mình sống hạnh phúc và có ích cho tha nhân. Cho nên con nguyện làm cho cuộc đời mình hạnh phúc, có ích bằng cách xa lìa những tệ nạn xã hội, xa lìa những câu đòi bỏ bột đầy tốn kém và vô ích, chỉ làm cho cha mẹ thêm nặng vẻ lo toan. Ngược lại, chúng con sẽ sống trung thực, phấn đấu, biết thương yêu, giúp đỡ mọi người xung quanh. Và cuối cùng, chắp tay xin nguyện với lòng, con sẽ không để những lời hứa này chỉ là lời hứa suông vọng phát trong lúc nhất thời, mà nó sẽ là một lời nguyện đăng cánh trong lòng trong từng ngày và theo cho hết cuộc đời, để con không phải hổ thẹn khi nghĩ về cha và mẹ, không phải hổ thẹn khi đọc những vần thơ, nghe những bản nhạc nói đến công ơn sinh dưỡng, và không hổ thẹn hai tiếng gọi con người. Cung kính được bái bạch tên chư Tôn Đức. Thưa quý Phật tử, hoa hồng thắm màu vàng in rực rỡ nhớ về người che chở suốt đời con. Dù hôm nay con mặc áo nâu sồng, tình phụ mẫu con hoàn toàn ghi nhớ. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa quý vị, màu vàng gắn liền với hình ảnh mặt trời. Chính vì thế, hồng vàng mang lại sự ấm áp, tình cảm và niềm vui, cũng như màu vàng trên áo của chư Tôn Đức tăng ni đem lại sự yêu thương che chở cho chúng con. Giờ đây, những đóa hoa màu vàng thắm tượng trưng cho sự thoát tục thanh tao
của những bậc xuất gia tôn quý. Các ngài đã bỏ đi niềm vui, hạnh phúc riêng tư của bản thân để đi khắp nhân gian trang trải cho nhân loại muôn người. Hoa hồng đỏ không chỉ là loài hoa biểu tượng cho tình yêu, sự thủy chung son sắc, mà nó còn là biểu tượng để nói lên tình yêu cao quý của những người con đối với cha mẹ. Màu trắng là biểu tượng của sự thuần khiết trong sáng, vì thế ý nghĩa của hoa hồng trắng thể hiện sự vô tư thánh thiện và chân thành. Loài hoa này nhằm tôn vinh một tình yêu trong sáng, tâm hồn thánh thiện. Hoa hồng trắng còn nhằm tôn vinh, kính trọng những người quá cố như cha mẹ chúng ta đêm nay. Tôi không khóc đâu em, khi áo tôi cài hoa trắng, vì trong hoa em ơi, tôi thấy mẹ tôi cười. Một bông hồng cho em, một bông hồng cho anh, và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ, đang còn mẹ, để lòng vui sướng hơn. Dối mai này mẹ hiền có mất đi, như đóa hoa không mặt trời, như trẻ thơ không nụ cười, như đời mình không lớn khôn thêm, như bầu trời yêu anh sao đêm. Mẹ, mẹ là dòng suối dịu hiền, mẹ, mẹ là bài hát thần tiên, là bóng mát trên cao, là mặt sáng trăng sao, là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối. Mẹ, mẹ là lọn mía ngọt ngào, mẹ, mẹ là nại chuối buồng cau, là tiếng dê đêm thâu, là nắng ấm nương dâu, là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời. Rồi một chiều nào đó anh về nhìn mẹ yêu, nhìn thật lâu rồi nói với mẹ rằng: mẹ ơi, mẹ có biết hay không, biết gì, biết là con thương mẹ không? Thank you.
những ngày đầu tháng 7, chúng ta tưởng nhớ công ơn thân thần mỹ dục của cha mẹ. Đức Phật dạy rằng thiên kinh và quyển hiếu nghĩa phi thiên tâm của kinh ngàn cũng thất đều lấy hiếu làm đầu. Nếu mà chúng ta bắt hiếu với cha mẹ thì chúng ta đi chùa ăn chay niệm Phật thì cũng không có giá trị gì. Một người con mà bất hiếu với cha mẹ thì chúng ta làm tất cả những công việc gì để cho xã hội cũng bỏ đi. Cho nên người con Phật là phải lấy hiếu làm đầu, tưởng niệm công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ để nhắc cho tất cả chúng ta phải nhớ đền ơn đáp nghĩa. Và mỗi năm chúng ta đến chùa ngày rằm tháng 7, chúng ta cầu nguyện cho cửu huyền thất tổ, cha mẹ quá khứ đã ra đi, cha mẹ còn sống được sống lâu trăm tuổi. Vì tinh thần hiếu đạo như vậy cho nên ngày rằm tháng 7 cũng là ngày báo hiếu. Và ngày rằm tháng 7 cũng là ngày Phật hoan hỷ. Và ngày rằm tháng 7 cũng là ngày chư tăng tự tư. Vì một năm qua rằm tháng 7 chư tăng mới được tuổi hạ và lấy cái móc đó để làm tu đạo của mình. Người thế gian lấy Tết Nguyên Đán là một tuổi, nhưng người tu sĩ lấy cái rằm tháng 7 làm cái tuổi hạ của mình, tức là tăng bao nhiêu tuổi hạ. Và từ đó chúng ta mới có thể kết luận rằng thầy này được bao nhiêu tuổi hạ và bao nhiêu kỳ giảng thư thiết hạ. Và cái ngày từ tứ là cũng tháng 7, là ngày sau khi 3 tháng chúng ta cùng nhau kiểm điểm lại cái hành tu của mình. Vì tự tứ là nghĩa là tự kỷ hữu quá, nhậm kỳ tha thứ. Tự mình có những lầm lỗi gì, những điều thiếu sót gì thì bạn đồng tu chúng ta tha hồ và kiểm điểm để mà chúng ta thấy được những cái lỗi lầm của mình trong thời gian qua. Cho nên ngày rằm tháng 7 có nhiều ý nghĩa lắm. Ngày báo hiếu, ngày Phật hoan hỷ, ngày tự tứ và ngày rằm tháng 7 là ngày mà những người con Phật phải luôn luôn nhớ công sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Trong một năm qua chúng ta kiểm điểm lại chúng ta có những hành động gì, có những việc làm gì cho cha mẹ buồn hay không, để làm gương cho những đứa con của mình, những đứa cháu của mình. Và nếu như chúng ta làm những điều gì cho cha mẹ buồn thì chúng ta phải xin sám hối
về trước mặt mẹ, trước mặt cha, xin phản hối những việc làm đã qua, con đã lỡ lầm, vô tâm, hay hữu tâm làm cho cha mẹ buồn. Còn khi cha mẹ đã hoan hỷ rồi, không có một cái niềm vui nào hơn khi thấy những người con mình tôn trọng đạo hiếu thờ cha kính mẹ. Hôm nay chư tăng và học tử câu hội về đây, về chùa Trà, một ngôi chùa mới nhất ở trong thành phố Bảo Lộc này, được hình thành như ngày hôm nay là phải rất là nhờ sự đóng góp của các Phật tử. Và chúng tôi tin tưởng rằng trong tương lai đây sẽ là một thắng cảnh, một nơi để cho bà con Phật tử chúng ta trở về tu tập, an cư nơi chốn thanh tịnh và làm này. Và chúng tôi cũng xin tán thán công đức của thầy trụ trì trong thời gian ngắn đã làm được như vậy. Thì cũng xin chư Phật, chư Tổ, chư vị thiện thần và tam thánh chúng gia hộ cho quý thầy cũng như tất cả những Phật tử chúng ta ngày hôm nay được thân tâm an lạc bồ đề tâm kiên cố. Chí chúng Phật của mình, Nam Mô Công Đức Lòng Bồ Tát Ma Ha Tát. Lời thầy như ảnh vang mai, cho con thức giấc mộng dài trần gian. Lời thầy như ảnh mấy ngàn, cho con thoát khỏi muôn ngàn khổ đau. Chúng con xin đảnh lễ tri ân Hòa Thượng Chứng Minh đã có đôi lời đạo từ thật vô cùng quý giá đối với hàng đệ tử chúng con. Chúng con xin khắc cốt ghi tâm và y giáo phụng hành, nguyện canh cánh trong lòng mãi là một người con hiếu đạo, sống có ích cho xã hội, cho tha nhân. Và chúng con xin chúc Hòa Thượng luôn luôn được sức khỏe để dìu dắt hàng đệ tử chúng con trên bước đường tu nhân học Phật. Cung kính vừa bái bạch trên chư tôn đức tăng, kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay dự lễ Vu Lan nhớ thương cha mẹ con hoài dưỡng sanh. Kính thưa quý vị, công ơn cha mẹ chẳng thể trong đôi ba dòng văn, một vài câu thơ, năm bảy bài hát mà nói cho hết được. Đó là một ảo tưởng, vì như Đức Phật dạy, cha và mẹ là hai con người mà ta không thể trả được thông minh. Vì vậy, đêm tưởng niệm được tổ chức chỉ mong khơi gợi lên trong lòng mỗi người một ánh nến, dâng lên hai đấng chiến thành. Giờ đây thời khắc hoàn mãn đã đến, xin khép lại bao niềm ân cảm vào tâm, để nuôi dưỡng ngày tháng lớn lên một tấm lòng hiếu thảo. Chúng con thành kính tri ân sự hiện diện chư tôn đức trong buổi lễ. Hiện diện không chỉ nghĩa là có mặt, mà còn có cả một niềm yêu thương và quan hoài đến Phật tử chúng con. Chúng con kính chúc chư tôn đức thanh tâm an lạc, và chúng con tin tưởng quý ngài vẫn mãi dành cho chúng con những ưu ái thương yêu và đồng cảm. Xin thành tâm cảm niệm đại chúng đang ngồi nơi đây với tấm lòng chân thành, trân quý bằng ngọn nến tri ân vừa thắp trong lòng. Chúng ta đã soi sáng đời mình, sưởi ấm trái tim cha mẹ, đồng thời dâng cuộc đời
một món quà ý nghĩa và đóng góp phần lớn cho sự thành tựu của đêm tưởng niệm. Một lần nữa xin thành tâm tri ân đến tất cả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Thượng Đức và tất cả quý vị Phật tử ở đây, ngày hôm nay con rất phải được lại rất là vui vì được tới đây dự buổi lễ Vu Lan cùng với tất cả mọi người. Con xin chúc cho quý sư, quý thầy cùng tất cả quý Phật tử có một mùa Vu Lan thật là an lành, và để một lời chúc bình an tới đến quý vị, con xin gửi tới một bài hát, một sáng tác của nhạc sĩ Trúc Linh, lời phổ thơ Từ Giang có câu chuyện mang tên Mẹ Từ Bi. Thank you.
quay về bình yên.
lễ tri ân của hôm nay. Giờ này chúng con sẽ đến với thầy. Thầy tôi đâu rồi? Đây thầy có cái bao này để mà tấm gốc còn nào cho cái chùa chùa Đà. Và cũng mong rằng như này chùa Đà là cái nơi sanh cao để muộn, cho nên còn nhiều khó khăn. Thì cũng mong rằng như là chúng ta sẽ hỗ trợ cho thầy để còn nhiều công trình tiếp tục, và cũng cầu nguyện cho thầy được sức khỏe và làm cho hoàn cảnh hơn nữa. Thầy gì là bạn? Dạ, mô Phật, cho con xin được vài lời. Con thì mất cha từ sớm. Năm 10 tuổi thì đã mất cha. Thì được may mắn, có duyên gặp được Hòa Thượng Bổn Sư, thầy của chúng con. Thì từ đó đến nay thầy thì cũng giống như là người cha của con. Thì hồi tình cảm đối với người thầy, người cha cung kính của chúng con. Chúng con được lớn lên, được đến ngày hôm nay cũng là nhờ ơn chỉ dạy, dạy dỗ của thầy. Và cho con xin phép được gọi một tiếng thầy. Và con cũng xin cảm ơn và xin tri ân tất cả những gì mà thầy đã dành cho con. Thầy là người cha của chúng con. Con xin hết. Giời khắc đã khép lại, chúng con thành kính cung thỉnh Hòa Thượng Viện Chủ cùng chư tôn đức toàn thể đại chúng khởi thanh hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tâm tất cả để thank you.